Hello, chào mừng các bạn. Chúng ta đã cùng quay trở lại với kênh YouTube của Innovate Venture và mình là Mr. Ken. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tham gia vào chương trình Aerox đến từ CoinMarketCap với tổng giải thưởng là lên đến 200.000 đô la Mỹ của dự án Aerox các bạn nhé. Và trước khi bắt đầu video này thì như thường lệ, nếu như các bạn thấy video này hay và mang nhiều thông tin hữu ích thì like và subscribe kênh YouTube của mình. Đồng thời là tham gia vào cộng đồng Facebook và Telegram của mình ở phía dưới phần mô tả của video này để được cập nhật về những thông tin mới nhất của thị trường cryptocurrency mỗi ngày các bạn nhé. Ok, và dự án ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tham gia Aerox là dự án mang tên là Aurox. Token của nó là Urus ha. Tổng giải thưởng của chương trình ngày hôm nay sẽ là 200.000 đô la Mỹ và sẽ phân phối random. Mỗi phần thưởng như vậy thì chúng ta sẽ nhận được là 10 đô tổng token này. Hiện nay thì Urus đang có giá trị là 178.44 đô la Mỹ và đang được giao dịch ở trên sàn Uniswap, sàn Gate và sàn MakerSwap ha. Market cap của dự án này hiện tại rơi vào tầm là 94 triệu đô. Để mà tham gia vào chương trình ngày hôm nay thì các bạn sẽ tham gia theo đường link mà bọn mình để phía dưới phần mô tả của video này. Rồi các bạn sẽ chọn cho mình là một star này, chúng ta bắt đầu. Rồi chọn tôi không phải người máy nha. Chọn next. Rồi các bạn chọn đồng ý với các điều khoản. Chúng ta chọn yes nha. Khu vực này các bạn sẽ nhập cho mình cái địa chỉ Gmail mà các bạn đã dùng để đăng ký tài khoản ở trên CoinMarketCap nha. Rồi chúng ta chọn Next này. Tiếp theo là chúng ta sẽ nhập cho mình cái Binance User ID. Nhiều bạn nào chúng ta chưa có tài khoản sang Binance thì có thể đăng ký theo cái đường link mà mình để phía dưới phần mô tả của video này. Sau khi đăng ký thì các bạn sẽ vào cho mình là cái phần Dashboard này. Rồi các bạn sẽ copy cho mình cái User ID này nhé. Ví dụ như của mình là 44791203. Copy và các bạn dán vào đây. Sau đó chúng ta chọn Next nha. Các bạn lưu ý là tài khoản Binance sau khi chúng ta đăng ký thì các bạn cần phải KYC đầy đủ nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta trả lời những cái câu hỏi ở trong này. Câu đầu tiên, các bạn sẽ chọn cho mình là a beginner friendly crypto trading. Rồi, câu thứ hai, why Aurus Terminal, thì các bạn sẽ chọn cho mình tất cả các đáp án nha. All of the above. Rồi, câu tiếp theo, chúng ta cũng sẽ chọn cho mình đáp án là tất cả các đáp án trên. With Aurus you can, all of the above nè. Câu này thì chúng ta sẽ chọn cho mình cái đáp án là use one simple, đáp án dài nhất nha. Rồi và cái đòn bẩy ở trong Aurox sẽ là 4x các bạn nha. Rồi và câu này chúng ta sẽ chọn cho mình là more than 20%. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhập cho mình cái địa chỉ ví ERC20 các bạn. Thì địa chỉ ví này á, mình khuyên là các bạn nên lấy cái địa chỉ ví ở ví MetaMask hoặc là ví Trust hoặc là ví Coin98 đều được nhé. Và các bạn nhớ là chúng ta sẽ chỉnh cái mạng chính thức Ethereum nhé và copy địa chỉ ví này, các bạn dán vào đây cho mình. Rồi sau đó chúng ta chọn Next. Rồi bây giờ chúng ta sẽ add Aurox vào trong public wallet của tài khoản CoinMarketCap này. Rồi các bạn sẽ lên trên CoinMarketCap, chúng ta search cho mình cái dự án là Aurox này. Sau đó các bạn sẽ chọn cho mình dấu sao ở đây. Rồi ok. Bây giờ các bạn sẽ vào cho mình phần là watchlist. Ok nhé. Rồi tiếp tục thì các bạn sẽ chọn cho mình là phần share. Copy cho mình cái link này. Rồi và dán vào khu vực này nhé. Và chọn submit này. Ok, như vậy là chúng ta sẽ chọn vào cái phần là tôi phải người máy này. Submit form lần cuối cùng. Để hoàn thành cái việc là chúng ta gửi form trả lời lên cho hệ thống. Rồi ok, như vậy là mình đã hoàn thành xong nha. Sau khi mình gửi form xong á, thì sẽ có một cái thư, một cái Gmail của CoinMarketCap họ gửi về cho chúng ta là để thông báo là chúng ta đã hoàn thành xong cái phần mà trả lời câu hỏi quiz của chương trình này. Ok, như vậy là trong video ngày hôm nay thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta tham gia vào cái chương trình Aerox. Tổng giải thưởng là lên đến là 200.000 đô la Mỹ ở token là Urus ha. Và chúc cho các bạn chúng ta tham gia vào chương trình này sẽ nhận được giải thưởng của chương trình này nhé. Rồi, video ngày hôm nay thì mình sẽ kết thúc tại đây. Nếu thích video này thì các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube của mình. Đồng thời là tham gia vào cộng đồng Telegram mà mình để phía dưới phần mô tả của video này để được cập nhật về những thông tin Aerox và cũng như là những cái sự kiện, những dự án mới nhất của thị trường cryptocurrency mỗi ngày các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.